Hai, mình xin chào cả nhà nha. Thì nay tiếp tục hành trình bẫy chuột nữa nghe cả nhà. Giờ này nắng muốn điên luôn, quá nắng rồi. Nên bà bẫy ở cái hầm cá nè cả nhà. Khu này nè, nó nguyên vòng quanh hầm nè, vòng đây dài vô, với hai bên đó dài vô. Đây, đây cũng là ngay chân chỗ cũ rồi cả nhà, cũng sắp giáp ranh biên giới nha. Ngay chân cái chỗ hàng cây đó, hàng cây me nước ở ngoài đó đó cả nhà, là ranh đó, ngay chân cái ranh của mình đó. Đó thì nói chung bây giờ này thì cũng ba giờ ngoài cả nhà, thì nên cũng đặt xong rồi nha. Giờ này thì đặt xong rồi, nên đặt sớm lắm, đặt đâu lúc đâu 12 giờ gì đó, 11 mấy 12 giờ. Bây giờ này thì nên đặt xong rồi, nhưng mà khô quá cả nhà, thấy đường mòn không rõ gì chứ, để đánh đi chứ biết sao giờ. Với tại nên đặt sớm á, tranh thủ đặt sớm rồi chút xíu đi đặt ếch nữa nè, đánh cặp hầm nè đó, dài vô chổng luôn đó, dài vô chổng, dài qua mắt mình đó. Bên đó còn miếng lúa chưa cắt đó cả nhà, không có đường mòn nè, đánh không thấy đường. U chết một, có con bò vô hồi nó dậm mà dần gặp nên banh hết luôn rồi. Thôi giờ nên tạm dừng đây nghe cả nhà. Thì tối nay nào nên có đi thăm á thì nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi hẹn cả nhà lại tối nay. Rồi vợ chồng nên cũng xin chào cả nhà nha. Thì giờ này cũng đã 7 giờ mấy rồi cả nhà, 7 giờ rưỡi hay 7 giờ 40 gì rồi, nên cũng không biết nữa. Thì hai chồng nên sẽ đi thăm bẫy chuột nha. Kìa, bà xã anh đi trước kìa. Chào bà. Rồi, nên cũng xin mời cả nhà cùng theo vợ chồng nên thăm bẫy chuột nha. Mong rằng bữa nay sẽ khá khá ha cả nhà. Mong gì thôi, chứ cũng chưa biết. Tại nó cũng ấy cái nha, ít thấy đường mòn, không thấy đường mòn nhiều. Nhỏ hả? Mà hàng con chuột gắn, hai cái dính con một. Gà lại đi. Cái này có không? Ồ, cái này dính được con bự cái nha. Đây, người dính đường con bự nha. Vô bỏ. Dính được con bự là khoái. Ê, chuột gắn kìa, chuột gắn chạy ngoài. Để nên hương máy đây nên lù bắt con chuột kìa. Con bé, một con bé chuột bự hết sức luôn. Đèn con nè, đèn con bé nè. Cái gặp đó dính con nữa rồi nha. Dính gì vậy? Dính rồi nè. Ừ, khử á. Nè. Để nên khử này ra cái. Cái cây này. Nè, đây con nhỏ nè. Được à? Được ạ. À. Có à? Có chuột gắn. Được ạ. À. Cái này làm như nó bị ủi vậy nha. Wow, cái này nó chảy đâu khôn ta. Nó ủi cái đít rồi. Xây lại. Kìa, đây dính con nè. Nhỏ mà. Ồ, chạy kìa. Kìa. Đó dính con chuột nhỏ nè. Nhỏ không đã? Không thấy bự đã. Có nhỏ được rồi. Có nhỏ được hả? Nhỏ thì... Nhỏ là có hàng. Ê, xích qua một chút. Xích qua đây một chút. Xích qua đây một chút. Nhỏ thì nên để đặt bẫy gắn, còn chuột lớn thì bán nha. Đằng nó không dính con chuột lớn nữa, đằng dính chuột nhỏ mà vậy thì đó có dính đó, nhúc nhích đó, chuột nhỏ nữa.
nhỏ nữa phải không? Chuột nhỏ nữa cái nhà. Dạ lấy gan ở đây dính nữa nè, nhúc nhích cái cây nè. Dạ nhỏ nữa. Nhỏ được rồi, quá. Nhỏ nữa nè. Rồi, nãy giờ có một con chuột lớn một cái nha. Bao nhiêu chuột nhỏ mà. Vậy là bữa nay bạn thua mình rồi. Để nên đặt lại cái. Đây dính con nè, nhỏ nữa nè. Bột tại. Nó cứng. Con nó cũng vừa. Nó đặt gắn được. Nè, cái cờ nè. Ừ, đút vô cổng kẻ đó. Ủa, cái này chết quá. Đừng, ở đây con nè, ngồi chuột gắn nữa. Đừng nói bữa nay có một con chuột bự một nha. Là quê lắm á. Cái này chết rồi. Cái này chỗ này cắt không gài rồi, nhưng mà lúc người ta trắng mũ rồi người ta mới ta rút lứ lên nè cả nhà, cái nên đâu có thấy đường mòn đâu, đặt bỏ mấy bữa nay nè, nên đợi cho người ta đốt gom á lặn dễ thấy đường mòn, nhưng mà đợi hoài người ta cuốn gom hết trơn cả nhà. Không có gom đốt lẻo lẻo một chút. Đó con chuột nhỏ nữa kìa. Đó, gắn nữa đó. Này vô động gắn à. Vô động chuột gắn à. Ở đây dính con nè. Nhỏ nữa. Rồi nãy giờ mà bự bự là ngon lắm rồi đó. Nè đây em. Đó. Chạy nó kìa. Đó. Đó trên nè. Nãy giờ mà dính chuột bự bự rồi có ký rồi đó. À, đây nè, dính đen con này nha, nhỏ tiếp thằng ơi. Đổ sướng luôn nó, nãy giờ bà đổ không, tôi có đổ được con nào đâu, đổ được có một con một ấy ha, nãy giờ có một con bự một. Còn nhiêu là nhỏ không kệ, nhỏ cũng được. Rồi ở đây dính con nè, nhỏ nữa. À, đây con này nha. À, nhỏ luôn. Bỏ tay này, để nền tiếp bà xã lên cái nha. Nó dính nữa nha. Hai em vô một chậu mà hai em nhỏ không. Phải được hai em bự. Một con cái nữa. Trong kẹt đó anh. Đổ đi. Rồi. Đây dính một con. Nhỏ luôn. Rồi chúng động mà. Chúng động chuột nhỏ. Mày không xíu. Tưởng đâu chuột là về bị đoạn luôn. Nãy ai làm chuột? Bà làm chuột chứ ai? Con chuột hồi nãy kìa. Ông làm chuột á, ông đổ mà tôi đổ. Cái này đó. Bắt ra bắt vô. Quay cái miệng quanh kia. Vậy đó. Rồi, mấy cái này hẻo, để dính con nè. Nhỏ tiếp. Hai cái hai con luôn. Mà hai con nhỏ luôn. Nè, trên này một cái này nha. Bên đây một cái nè. Nó kẹt hả? À, tỉnh định ấy cái. Bự nhỏ. Nhỏ hơn kìa. Kẹt giò. Nhỏ không chẳng. À, đây con nè. Đèn con nhỏ nữa nha, nhỏ không luôn nữa nha.
bố đồng chứ. À, ở đây có ai đặt rồi mà không gài tới lui đâu thấy ai đâu đặt đó. Gài tới lui đâu thấy ai đâu đặt. À, toàn nhỏ không luôn. Này chết nhỏ chiến này rồi. Gài chúng chuột nhỏ cũng được. Trên đó. Gì trên đó kìa, hai em vô một chậu luôn, hai em chuột nhỏ một lượt luôn, không có một con, chỉ có một con chuột bự một luôn. Ừ, dính không có một con chuột bự nữa, cái này dính không, không dính luôn. Hai em vô hả, hai em vô một chậu gậy, giờ dính chuột nhỏ, sáng nay lơ mơ dính chuột bự làm sao ai đâu biết được. Ừ, để ai đâu biết được. Rồi mấy cái này nó chất quốc, một con nữa, con nhỏ tiếp. Ừ, đây con luôn nè, hai cái luôn. Thiện ơi, vì sao mà nguyên động luôn rồi? Vô rồi. Vô. Cục luôn vậy nha. Nhỏ không? Vô động rồi. Gài lại. Nè, cái đường chạy gài này nha. Hứng đó. Hứng cái đường đó. Nó mà chạy ra là hốt xác nó liền. Ồ, cái này chết. Chết. Này cắt không gầy kìa. Sau mấy bữa. Để mép bên này. Rồi, nay thấy tiêu rồi. Ôi, quá mừng luôn. Được một con bự. Hai người. Nãy giờ mừng hết biết mừng luôn, nãy giờ được một con, một là được hai con, bó tay thì từ đầu hôm tới sớm mai, từ đầu hôm tới sớm mai được hai con cả nhà. Đây dài đây. Rồi bên mắt bên đây là ít đường mòn lắm, không thấy đường cả nhà, nó khô ghen, không thấy đường chuột chạy. Quá hên, được một con bự nữa. Yeah. Rồi vô. Ừ, rồi nãy giờ hai chồng lên thăm xong cả nhà. Trời ơi, trong đời trời đất luôn, nào giờ đó giờ mình mới thấy đi thăm chuột luôn á cả nhà. À, được có ba con chuột bự à, duy nhất ba con luôn á. Lên bó tay luôn kìa, chuột dính chuột nhỏ không, chuột nhỏ một đống luôn, nhỏ đâu ký mấy mấy chục con này, ký 30 con. Ừ. Mấy chuột nhỏ nha, toàn dính chuột nhỏ không à. Rồi, chuột bự có ba con chuột bự à. Rồi bữa nay mới thấy luôn, lần đầu tiên mà đi thăm kiểu này luôn cả nha. Rồi phải đi về cả nha. Thì nên tạm dừng đây nha. Nên cũng xin chúc cho cả nhà có một buổi tối thật nhiều may mắn nha, và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp. Hẹn cả nhà là sáng mai nha. Sáng mai nên có đi thăm nữa. Rồi nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Mong rằng cử sáng này sẽ có lý ha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, bye. Hai, nên xin chào cả nhà nha. Thì giờ này cũng sáng cả nhà, chắc cũng nền độ cũng xa ngoài hay gì đó. Thì nên đi thăm bé chuột nha cả nhà, nên đi có một mình anh nha. Tại bữa nay nên đặt hai thứ đó, nên vừa đặt chuột vừa đặt ếch. Thì mới thì
nên đi thăm bé ếch với bà xã. Rồi thăm xong rồi bà xã về, bà xã về lần kịp kịp bán giấc sáng á cái nha, bán ếch giấc sáng cho người ta, cho nên bà xã về thì còn lập chuột thì nên đi cuốn mình nha. Đây được một em nha. Hồi tối thì chết nữa nha, tối nên thăm bẫy chuột đó. Nên thăm bẫy chuột hồi tối công nhận luôn, từ đó giờ mới thấy luôn đó nha. Đâu mà thăm đâu toàn là dính chuột nhỏ mà được có ba con chuột lớn à. Rồi mong rằng cử sáng này có lý ha cả nhà. Giờ nên đi thăm mình nên cho bà xã, bà xã đi đi về trước, bà bán ba cái, bán ba cái ếch cả nhà nè, dính chuột nhỏ nữa. Hai cái tối thì cái bên đây dính, sáng cái bên kia dính, dính sang kẻ. Cái này có không? À, cái này tối dính được con chuột bự, sáng chết quớt rồi, chết luôn. Mùa này chuột ít quá cả nhà, chuột đâu không có chuột chứ. Chỗ nên thì chỉ có chỗ này nè, đồng vụ 2 là nó cắt à. Còn đồng vụ 3 thì tới tháng 3 nó mới, tới tháng 3 mới có cắt. Đây một em nè. Ồ, hai em luôn chứ một em gì. Hai em chuột gắn. Cái đó dính nữa kìa cả nhà. Ồ, cái này dính con bự nữa nha. Cái này chết. Cái này dính không? Rồi cái này bị ủi gặp rồi cả nhà. Cái này bị ủi. Đường mòn ít thấy, không thấy đường mòn nhiều cả nhà. Cái này chết quớt luôn. Cái thằng này bị ủi luôn. Quá đỉnh. Chất quất, chất quẹo. Rồi, sẽ đi qua mép bên đó đó cả nhà. Mép dòng vườn qua đó đó. Đây, một em bự. Ô, hai em luôn cả nhà. Em bự, em nhỏ. Ôi, cái đó chất quất à. Cái đó sập mà không dính rồi cả nhà. Kỹ ta. Rồi. Cái sập mà không dính. Toàn gặp chết nhiều quá nha. Này nên nhớ đâu có ai đặt đâu đó. Ở đây dính con rồi. Nên quay cái nào dính thôi ha. Rồi hai con mà đi bụi hết còn. Chút xử lý nó. Chút quớt luôn. Khôn quá khôn. Chút giờ nó khôn quá cả nha. Tàn hẻo không, không thấy con nào dính hết trơn. À, cái đó bị ủi luôn. Bây giờ để nên đi gom cả nhà, nên gom bây giờ chút xíu nên có gì nên sẽ tổng kết cho cả nhà xem nha. Mép bên này dính yếu à. Nãy khúc ở trong đó đó, giờ nên ra ngoài này nên gom dài vô nè. Nãy khúc trong đó đó mình thấy có dính. Có dính cũng được mấy em nữa đó. Để nên gom cái nha. Có mình là nên thì hơi khó. Rồi, nãy giờ thì nên cũng đã làm xong mấy cái số 7 dần nè cả nhà. Thì đây. Đây là cây 10, 13 con. Còn bên đây là 10, 15 con. Thì nói chung ra chuột nhỏ nhiều hơn chuột lớn cả nhà. Vỏ này thì được 15 con nè. 15 con với có mấy cái được 2 con nữa nè. Này cái này 2 con, này 2 con. Có mấy cái đều được dính 2 con vậy đó.
Được rồi, 1 để đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 con chuột bự cả nha. Còn như chuột nhỏ không à. Với giờ tối 3 con chuột bự nữa, có 13 con chuột bự rồi. Nay thăm nay đặt 7 chuột thắt hưu rồi nha. Ở đâu có cái vườn mớp rồi nha. Trái rồi về thòn không. Còn đây là đậu đậu que. Mớp đó trái về thòn không à. Thắt hưu rồi. À, tàn dính chuột nhỏ mà, chuột nhỏ nhiều nha. Chuột nhỏ hồi tối cũng một đống chuột nhỏ luôn. À, được con nhiều rồi đó cả nhà. Thắt thủ rồi. Rồi, thời giờ nên cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Thì nên cũng xin chúc cho cả nhà xem video vui vẻ nha. Thì nếu cả nhà thấy hay thì nhớ cho nên xin một like, một đăng ký nha. Thì vợ chồng nên cũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà.